Quê vậy? Alo Huy à? Anh gì mũi à? Lần này phát tài rồi. Hay vô. Ui vãi hồn ạ. À. Ui ôi, cảm ơn Vân Anh chùa hàng nhá. Donate hẳn một củ ạ. À. Ui ôi, cả gia đình tớ. Cảm ơn bạn. Bạn đúng là mèo thần tài nhà tớ. Cảm ơn bạn. 1 triệu. Ấm lòng. Ừ anh nghe đây Huy ơi. Vâng em chào anh. Ừ anh đây. Ủa rồi lâu lắm mới nghe thì giọng em. Ừ. Trời ơi, 1 năm rồi mới nghe được giọng của anh. Trời ơi, nhớ anh quá. Ừ, anh nhớ mày lắm. Rồi, thế hôm nay câu chuyện của mình là gì? Ờ, thú thật là em lâu nay bận quá, em không có coi livestream của anh. Ừ. Nhưng mà mới coi lại cái 2 tiếng hôm qua thì em nhận ra là mình méo có cái gì đặc sắc riêng hơn nè. À, rồi. Đó, thì dạo giờ em làm nó cũng chăm lắm, nhưng mà cơ bản là nó thất thường quá anh, kiểu những cái content em nghĩ nó sẽ lên nhưng mà nó cuối cùng nó lại nó bị flop lòi luôn á. Bây giờ nhá, em ngồi em đã bao giờ em ngồi em đọc lại hết comment của fan chưa? Em đọc rồi thì đa phần là làm cho em với. Làm cho em với. Đa phần là đúng rồi, một là đấy là cái bọn mà kiểu như là đấy là cái bọn mà kiểu như là tận dụng thời cơ lên ăn hôi, thế còn cái bọn nào mà nó kiểu như là fan ruột của em ấy, nó có kiểu như là anh hôm nay anh không cười nữa à, hay anh hôm nay anh không mặc cái áo này nữa à, hay anh hôm nay anh vẽ anh không theo cái kiểu như ngày xưa nữa à, mấy cái kiểu của dạng comment như thế, em để ý không? Nó chỉ có một cái đó là hôm nay mắt anh đỡ thâm hơn mọi hôm. Ơ, mắt anh đỡ thâm hơn. Đấy, cái nhận diện của em. Thì đó, còn bây giờ em thấy ví dụ như kênh của em bây giờ nếu mà em làm về cái chủ đề mà làm collab với idol á, thì em lên rất là mạnh, mạnh cực kỳ luôn. Rồi. Nhưng mà em đang muốn chuyển hướng là ví dụ như em làm ra những cái mà nó riêng một xíu, hoặc là ví dụ như khi em không collab được với ai thì em cũng có thể tự đẩy content lên. Rồi, bây giờ nhá. Thì nó khá là thường ở chỗ đó. Rồi, bây giờ nhá. Thứ nhất là về cái mặt mà nhận diện ấy, thì cái mà đầu tiên fan nó để ý đấy chính là cái là em hoàn toàn em có thể thêm vào là trong cái kênh của em. Thì nó hay bảo em là mắt thâm đúng không? Thế bây giờ ta sẽ cho mày biết là designer là lý do tại sao mắt tao thâm. Thì bây giờ em chỉ cần đơn giản thôi, mỗi khi mà em lên sóng ấy, em make up cho cái mắt của em nó thâm hơn. Em hình dung không? Yeah. Đấy, yeah. Thì là để cho nó hiểu là cái nghề làm designer nó rất hết sức là đơn giản. Nó ngủ đây nhá, tức là cái mắt của mình thâm nhưng mà mình lại nói với cả fan là giờ của tôi ăn ngủ rất là đúng giờ, tôi ăn ngủ rất là điều độ, thì cái đấy nó làm ra một cái sự mà rất là đặc biệt đối với cả fan, người ta ấn tượng. Em hình dung không? Nó giống như kiểu là một cái bức ảnh mà ngày xưa em đăng lên là tôi làm Photoshop và năm nay tôi mới 20 mấy tuổi, thì ảnh đấy em Photoshop trông em già khụ đi ý. Em nhớ có một cái ảnh đấy em đăng lên không? Có. Đấy, thì đấy nó chính là cái mà làm cho người ta bất ngờ, và nó làm cho người không bất ngờ, bởi vì cái thời điểm đấy nó có quá nhiều người, người ta đăng cái bức ảnh đấy lên rồi, nhưng mà nó làm cho người ta ấn tượng với cả là cái nghề của mình, đúng không? Thế bây giờ nhá, em chỉ cần gây ấn tượng với cả cái nghề của em bằng cái cách là em tạo hình của em là cho cái mắt của em nó thâm hơn, cho người ta hiểu là cái nghề này của em. Mặc dù mình vẫn nói nghề này của tôi làm hết sức là đơn giản, ăn ngủ đúng giờ điều độ, lương thì trả là cũng đúng đều đủ, xong rồi cuối cùng mắt của em dơ ra, tôi là Huy làm poster, trông mặt của em trông mẹ mày già khú, trông mắt thâm vãi lồn luôn. Thì đấy là người ta nhớ, đấy là cái mà em nhận diện được ra. Hình dung câu chuyện không? Dạ. Mà sao sao em cứ hỏi đi. Với lại em đang muốn chuyển đổi nó cao hơn về cái việc bán khóa học, với lại tăng khả năng booking ấy. Thực ra là vào net với anh Duy 1 năm nay rồi, thì em mới nhận được cái booking đầu tiên, mới viết xong kịch bản thôi. Và mới việc của Victor rồi đó. Em biết đi nhá, bản chất ấy, cái việc mà bán khóa học ấy là thứ nhất, đây nó là một công cụ học nghề, đúng không? Nó là một cái học nghề, và ở trên Photoshop không nhất thiết người ta phải đi học bất kỳ một cái khóa học nào. Người ta cũng có thể là học được Photoshop bằng những cái free ở trên YouTube. Nhưng ngày xưa cái thời mà anh mà học Photoshop ấy là anh hoàn toàn là anh học free của bọn nước ngoài nó làm. Đấy, cho nên là anh không hề cần mua bất kỳ một cái khóa Photoshop nào cả. Cho nên là về cái việc mà bán khóa học Photoshop, bán về công cụ là em đang đi sai. Dạ. Là em đang đi sai cách, bởi vì giờ là người ta không đến với em là vì công cụ. Em hãy cho người ta một cái tư duy đến với em là vì cái khác. Tư duy đến gặp Huy sẽ là được tư duy về ở trong Photoshop, chứ tao không dạy chúng mày là về công cụ Photoshop nữa.
Nếu như giờ về dạy về Photoshop ấy thì chúng nó hoàn toàn chúng nó lên how to Photoshop tutorial là xong mẹ rồi. Em hình dung ra câu chuyện không nhỉ? Dạ. Đấy, cho nên là mình phải dạy một cái tư duy khác hoàn toàn. Ví dụ nhá, duy làm ảnh viral, tư duy làm video viral hay là tư duy làm ảnh chế viral thì đấy nó hoàn toàn là những cái điểm mạnh của em hoàn toàn có thể làm được, đúng không? Dạ. Yeah. Đấy, thì bây giờ mình lắp vào thôi, mình cho vào thôi là xong mẹ rồi. À, ok, em hiểu. Rõ không? Rõ rồi. Ok, cảm ơn anh nhé, cảm ơn nhiều. Có rõ thật không? Sao mình... Rõ, em rõ. Rồi, ok, thế nhá. Còn câu hỏi nào không em? Dạ, ok. Dạ không, em câu hỏi là khi nào anh vào lại Sài Gòn hoặc là... khi nào vào Sài Gòn? Sài Gòn á, 2 tuần nữa anh vào nhá. Nhớ nha, em bữa em thấy anh vào sát nhà em luôn nhưng mà nhắn tin anh bận quá, anh không có đọc được. Hôm đấy anh vào có 2 ngày thôi, sang tuần anh vào đó. Anh vào hẳn 3 ngày. Ở phim trường thì sát bên em rồi, cho nên là cứ vô thì alo em nha. Rồi ok nhá, thế bye bye em nhá. Ok, chúc anh có buổi tối bừng nổ. Ok, cảm ơn Huy, bye em. Úi dồi ôi, cảm ơn bà Vân Anh nhá, úi dồi vẫn phải nhắc lại, khổ bà này nhiệt tình thế, donate cho mình hẳn 1 triệu. Úi dồi, nào phải đến tận nhà bà phục vụ. Rồi, tiếp theo nào. Rồi, gọi nốt thằng Chí Dũng Cao nào. Đây rồi, ba của gọi nhỡ. Nhầm. Chí Dũng Cao, sao ông này gọi gì nào. Cho cơ hội cuối cùng nhá. Quầy giờ, ngành gì muối à. Lần này phát tài rồi. Cảm ơn chất trần nhá. Anh nghe đây, Cao. Anh lại gọi em à? Em tưởng anh dối, anh không nghe mà. Mày tin à? Ảo thật đấy. Sao thế hôm nay tâm sự cái gì em? À, em có tâm sự gì đâu, em định hỏi một câu thôi. Câu gì? Bây giờ em muốn làm hài nhưng mà em thấy hài người ta có nhiều ý tưởng quá. Thì người ta em thấy thường thì em không biết là người ta sẽ bắt đầu từ đâu để người ta có nhiều ý tưởng như thế. Bắt đầu từ đâu á? Người ta suy nghĩ kiểu gì để ra được nhiều ý tưởng như thế. Em chỉ nghĩ được 2-3 cái là em cảm thấy bí hết, bí lắm rồi. Thế bây giờ câu chuyện là em đang không biết là lấy ý tưởng từ đâu đúng không? Đúng rồi anh. Thế bản thân em có nghĩ em là người hài hước không? Ủa, em hài hước vãi cả đái. Thế em lấy ý tưởng hài hước đấy của em từ đâu? Thì trong cuộc sống của em thôi. Thì người ta cũng thế, từ trong cuộc sống đấy. Em cũng biết là trong cuộc sống. Thế nhưng em... mà như sao nó không đủ để em làm nhiều ấy. Bây giờ nhá, anh sẽ cho em một bài test. Bây giờ em có 1 phút để em kể cho anh một câu chuyện gì đấy hài để cho anh buồn cười. Có làm được không? Anh ơi, em chưa hình dung được kịp đâu. Vội quá. Rồi ok, thế bây giờ cái tình huống hài hước nhất của trong đời sống của em diễn ra gần đây là như nào, em có thể kể lại cho anh được không? Thì cũng hài hước nhất trong cuộc sống. Mà em gần đây em xảy ra này, xa hơn thì chắc là anh không, nếu mà xa hơn mà em nghĩ được ra cũng được một tình huống hài hước nào đó mà em đang có. Ok. Thì chắc là vừa ban nãy xong thôi. Như nào, ngồi kể lại mà. Thì vừa nãy thì cũng trong công việc của em thôi. Kiểu vợ em đi bán hàng á. Thì hay có những cái hàng giá tốt, thì có một ông làm cùng em, ông ấy hỏi vợ em là cái hàng đấy giá có tốt không. Thì vợ em bảo là tốt gần như là tốt nhất ở trong khu vực rồi, không ai có giá đấy. Nhưng mà xong cuối cùng thì ông ấy hỏi được giá đấy, vợ em ok rồi, bán xong rồi. Cuối cùng đến lúc thằng bạn em nó cũng làm cùng em, nó lại có một cái chỗ giá tốt hơn và lại được giá rẻ hơn và được nhiều quá hơn. Nhưng mà cuối cùng ông bị hớ mà ông ấy vẫn bị mất tiền. Cuối cùng là ông ấy bán lỗ. Và thằng kia thì lại vẫn bán lãi. Đấy, nó vừa xảy ra xong. À, đấy là đoạn hài đúng không? rồi. ok. Anh chơi giả vờ đúng không? anh đéo hiểu gì cả. Anh đéo hiểu, anh ngồi anh thôi chắc là cái chuyện của tình huống gia đình em thì là nhà mình thì mình thấy buồn cười. Thì bây giờ nhá, anh tại sao anh hỏi như thế là để anh muốn biết là em có cái khả năng về cái kể chuyện hài không? Là anh muốn test là cái mà như thế. Thứ nhất là, tức là trong cuộc sống ấy hay là trong bất kỳ một cái câu chuyện hài nào em từng nghe trong đời sống ấy, nó có thể là một cái câu chuyện mà nhạt nhẽo bãi lồn hoặc đơn giản nhá. Em để ý những cái bộ phim,
em để ý những cái bộ phim đúng không, hay em để ý những cái tình huống ấy, đôi khi là nó kể một cái câu chuyện là một thằng mẹ nó vừa chết đi, nhưng mà nó lại ghép video, nó lại ghép nhạc theo một cái tình huống là mẹ mày buồn cười vãi lồn, đúng không? Em có hay xem phim không? Em có đấy, em đang muốn làm theo cái kiểu như thế chứ không phải là em ngồi em kể chuyện hài. À rồi đấy. Em làm một cái video hài. Thì bây giờ nhá, anh sẽ cho em xem một cái mẫu của một cái dạng video hài mà anh thấy rất là ấn tượng ở trong Việt Nam. Bạn này thì cũng ở trong group nhà mình, bạn này cũng từ hồi mới làm video cũng lên hỏi, và anh nhìn thấy bạn này, anh đánh giá bạn này là một cái góc nhìn về hài rất là ấn tượng luôn ấy. Bạn ấy kể câu chuyện kinh dị nhưng mà theo lại góc độ là rất là hài hước. Đây nhá. Là bạn này. Bạn này chắc là nếu mà em hay xem TikTok thì chắc là em biết bạn này rồi. Bạn này làm cuốn, công nhận hay. Đâu rồi? Đây rồi. Ủa bé, ngày nay hôm nay em mời chị ăn trưa hả? Nói bé bé thôi, đồ ăn của chị đang ngủ kìa. Eo, nhìn ngon quá. Hồng ơi Hồng, bà làm gì vậy? Ông Sơn là yêu của bà mà. Ai nói với bà như vậy? Ai mà không biết, ngày nào ông cũng bắt bỏ bắt rè cho bà mà. Hắn ta chỉ lợi dụng tôi thôi. Hôm qua những lúc tôi đang ngủ, hắn đã chui vào và làm rách một cánh hoa của tôi rồi. Mọi chuyện không như bà nghĩ đâu. Anh sao? Anh làm gì Hồng vậy? Em la lên bây giờ đó. Khoan, nghe anh giải thích đã. Mai là Valentine rồi, người ta sẽ thu hoạch những bông hoa đẹp nhất trong vườn để mang đi bán. Anh phải làm cho cô ấy xấu đi, đó là cách duy nhất để cô ấy được giữ lại trong khu vườn này. Thì đây mọi chuyện là như vậy. Anh Sơ ơi, em xin lỗi anh. Ngon, công nhận như em béo ghê á. Ủa bé, nghe nói hôm nay đấy, thì bạn này anh đánh giá là một cái góc nhìn mà nó rất là dị ở trong đời sống. Thì con tay này đây nhá, tức là bạn ấy có thể nhìn một bông hoa, bạn ấy nhìn một con sâu, bạn ấy cho thêm một nhân vật là bông, là một bông cúc nữa, và bạn hoàn toàn bạn biến đây một câu chuyện thành một câu chuyện drama. Xa nữa, bạn ấy có thể nhìn ra là xung quanh trái đất của mình làm cái gì, tức là bạn ấy nhìn cái góc độ theo cái lăng kính hài hước của bạn ấy mà bạn ấy đang sẵn có. Em hình dung ra câu chuyện không? Tức là vấn đề của mình ấy, em có thể là em đang đi đường, em nhìn thấy hai cái ô tô, em nhìn thấy một con chó, một con mèo, nó đang đứng ngồi với cả nhau. Mình có thể vẽ được ra cái câu chuyện của nó là cái gì không? Thì đấy hoàn toàn là do cái óc sáng tạo của mình, do cái góc mà mình nhìn vào trong nội dung để mình hoàn toàn mình làm được. Xem thử tiếp một cái nữa nhé. Em muốn nói với chị rằng, chị là nữ thần mặt trời của em. Mong em hãy giữ tự trọng, các hành tinh khác đang nhìn em kìa. Ai cũng biết là em đã quay quanh chị hơn 4 tỷ năm nay rồi. Chị không hề ép em phải làm điều đó. Đúng vậy, vì chị quá hấp dẫn nên em không thể nào rời xa khỏi chị được. Chị không chấp nhận em chứ gì, em sẽ bước ra khỏi quỹ đạo và lao về chị, dù cho 7 tỷ người trên trái đất này có tan ra. Yeah! Dừng lại! Đâu chỉ có một mình anh quay quanh mặt trời đó hả trái đất? Còn có em quay quanh anh mà! Mặt trăng à, em thích anh sao? Nhưng em chưa bao giờ đến gần lại anh. Em không thể, dù là em với anh hay anh với mặt trời, chỉ cần chúng ta chạm vào nhau, tất cả sẽ trở thành hư vô. Thì ra giữa vũ trụ này, chúng ta đều là những hành tinh cô đơn. Em muốn nói với chị. Hay vãi lìn ra. Đấy thì chắc là em đang chưa ngồi được xem stream, thì tí nữa em ngồi em mở lại em xem cái đoạn video đấy. Kênh bạn này tên là, bạn ấy là Thiên Phú. Thì bạn này là một người mà anh đánh giá bạn ấy làm content rất là tài năng, rất là dị. Bạn anh rất là thích kênh của bạn này. Thì đấy là anh chỉ muốn cho em xem, em có thể đọc thêm những cái thông tin của những cái đạo diễn hay là nghệ sĩ hay là các cái diễn viên. Đấy thì em sẽ biết là mỗi người người ta lại có một cái góc nhìn, một ở trong cái cuộc sống người ta lại có một cái góc nhìn khác nhau. Cái ông mà đạo diễn, ông ấy viết ra cái bộ phim Ma Trận ấy, thì ông ấy là cái người mà vẽ ra cái bộ phim Avatar. Thì cái cuộc sống, trong cái đời sống của ông ấy, ông ấy luôn luôn, ông ấy ăn, ông ấy ngủ, ông ấy nghĩ ra là liệu chúng ta có đang được sở hữu bởi một cái trí tuệ nhân tạo hay là ở trên một cái đường không gian ảo khác không. Chúng ta hiện đang sống ở thời gian hiện tại hay là chúng ta đang sống ở trong một cái quỹ không gian khác nhau. Tức là những cái mà ông ấy đang sinh sống ở thời gian hiện tại ấy, ông ăn một miếng ổi, ông ăn một miếng xoài, tại sao lưỡi của chúng ta lại có vị giác,
vị giác này là do robot điều khiển hay là do con người được tạo ra, em hình dung không? Đấy, thì cái não của người ta lại được hình được, lại được vận hành theo một cái cách hoàn toàn khác nhau. Còn đối với cả là một cái người hài hước, người ta lại nghĩ là mẹ thế đéo nào mà ăn quả xoài nó chua ấy nhỉ, mà rõ ràng trông nó vàng khè, trông nó đỏ chét như này, chín như này rồi mà tại sao nó chua? Mình có thể tạo ra một cái content gì mà từ một cái quả xoài chua như này, tại sao mình làm cho nó hài hước, mà tại sao quả dưa hấu màu đỏ thì ăn nó lại ngọt? Đấy, thì góc nhìn của mỗi người nó lại khác nhau. Đơn giản là mình chỉ trau dồi, mình bổ sung, mình rèn luyện cái kỹ năng hài hước đấy là ok rồi, hình dung không? Ok anh. À, ok rồi, thế hoàn thành câu hỏi của em chưa? Hoàn thành xuất sắc rồi đấy anh ơi. Rồi ok nhá. Chúc em buổi tối vui vẻ em nhá. Chúc anh với lại anh em vui vẻ. Cơ bản là ban nãy em kể thế không phải để anh em buồn cười đâu. Quan trọng là làm anh không hiểu gì để mọi người buồn cười đấy. Đấy nó chính là cái góc mà hài hước của em đấy. Đến đoạn này thì anh thấy buồn cười rồi này. Em thấy cả kênh chat cười em mà. Rồi. Sao anh bảo là mọi người cười. Em nhá. Ok, bao okay. Em. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhá. Chúc em buổi tối vui vẻ em nhá. Ok. Rồi cái gì? Nhưng có ra tiền được không anh Duy? Bạn ấy nhận booking suốt đấy chứ. Đây kênh bạn này bạn ấy nhận booking thường xuyên mà. Có cái video gì nhỉ? Ổ điện à? Như cái video ổ điện mình không nhớ nữa. Hay là có video mà quay bạn ấy quay từ năm ngoái cơ. Quay từ năm ngoái. Cái nào nhỉ? Nói chung là bạn này nhận booking cũng nhiều. Điện thoại, em đánh giá kỹ năng sạc của anh như thế nào nè? Em cho anh 10 điểm đó. Gì vậy? U là trời, bé bé cái mồm thôi, mọi người nhìn quá trời kìa. Anh nghĩ gì vậy? Điện của anh đang chập chờn lúc có lúc không đó, anh không biết hả? Chị ổ điện, điện của chị này bị gì vậy? Ủa gì vậy? Em không biết gì hết trơn á, cái mặt dạ trông thấy ghét. Chị cố tình làm điện chập chờn để hại em đúng không? Đúng rồi đó, chị ghét mày lắm. Cục xạ cắm đầu vào ổ của chị, nhưng đầu còn lại thì luôn hướng về em. Mà mỗi khi cần xạ em thì mới tìm đến chị. Nhưng nếu chị làm hại em thành công thì cục xạ cũng bị mất đi à, không bao giờ thuộc về chị đâu. Thì ít nhất lúc đó ba chúng ta đều là người bị tổn thương, không phải duy nhất mình chị. Là em đã thấy anh cùng người ấy. Điện thoại. Nói chung hay, kênh này mình thấy khoái, xem khoái phê vậy đái ra luôn. Rồi. Alo, 9:30 vào ngay livestream của anh Duy Muối nhá. Vào luôn đấy. Không quá nhiều đâu. Bật máy tắt điện, on stream vào việc. Anh Duy đẹp trai đã xuất hiện. Ngồi buôn vài chuyện, content lại nghiện. Như đi học thêm không mất tiền. Nếu quý donate cho ly trà đá đê, kèo mà livestream cả tối cũng không miệng quá trời. DC Group we like a party. Làm việc xong xuôi anh em mới nghỉ ngơi. Vừa mới chỉ chiêu mà đã có 10 tỷ view. Chẳng nhẽ đầu hai mà đã đến tuổi nghỉ hưu. Đứa ghét cứ ghét nhưng bọn anh có khe đâu. In the tour suốt đêm thâu, thêm vài con job xe nhau. Cứ thế cứ bước cộng đồng vẫn cứ đi lên. Hater vẫn ngước theo sau nhưng còn phải mất hơi lâu. Anh còn on stream và phiêu nhạc, mà MC vẫn ghi hình. TikTok the artwork, ghi thêm cả tên mình. Team DC, anh em kể vai ta đi. Chút luôn kéo thơm la sách vali lên mà ti. Yêu DC, anh em mình vô tư đi. TikTok chiều view giờ là quá easy. Nói ít và làm nhiều, content toàn hàng hiệu. Wake up và làm việc để idea ngày càng nhiều. Join một đàn gà, khúc mắc sẽ làm hoa. Growing with my team, DC luôn là nhà. Ghét thì cần ghét làm sao, xin đi cần nhiều view càng cao. Content anh ra liên tục xu hướng vậy. Wow, look at me now, anh đi quá xa mà lại còn chắc chắn. Tiếp tại ôn đây cũng tìm miền đất hứa. Và quá nhanh chẳng cần món chất xám. Linh binh bóng loáng, tiền chất chưa ok. Lướt 100 lần thì gặp anh 100 lượt. Hey boy, ảo thật đấy à. Không bao giờ ngăn được nên là vào với đội anh. Không việc gì phải vội nhanh, cứ từ từ đi từng bước là có cơ hội. DC group không phải người ban phước, nên đừng hiểu nhầm không bọn anh mang tội. Team DC, anh em kể vai ta đi. Chốt luôn kẻ thơm là sách vali lên mà đi. Yêu DC, anh em mình vô tư đi. TikTok chiều view giờ là quá easy.
làm việc để ai điên ngày càng nhiều. Join in một đàn gà, khúc mắc sẽ làm hòa.